Dạ Home Auto mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto xe đẹp dành cho thực khách. Dạ trước mắt quý anh chị đây là chiếc Toyota Innova bản số tự động đời 2014, xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu nha quý anh chị. Màu nâu vàng, chạy duy nhất chỉ có 60.000 cây thôi, xe hiếm nha quý anh chị. Em sẽ đi tổng thể cái xe để cho mình kiểm tra cái nước sơn rồi sau đó đi vào bốn cửa cấu vào carbon ha. Trời nắng đẹp, em sẽ tranh thủ quay chiếc Toyota Innova màu nâu vàng. Xe thì em về là em chỉ có vệ sinh hút bụi, đánh bát thôi nha quý anh chị. Xe biển số Sài Gòn 51A, xe gia đình một chủ sử dụng ạ. Màu nâu vàng nha quý anh chị. Xe còn rất là đẹp, cái chỉ sơn rin nè quý anh chị, nó còn luôn nè. Sơn rin thì còn cũng rất là nhiều nha quý anh chị, một chủ sử dụng. Và hiện tại thì em đang đứng pháp lý nha. Đây quý anh chị xem nè, chỉ sơn rin còn y nguyên nha. Xe rất là đẹp nha quý anh chị. Em đi một vòng xe để mình kiểm tra cái nước sơn ha. Màu nâu vàng dưới cái nắng là rõ nhất nha quý anh chị. Rồi em đi keo chỉ cửa ha, keo chỉ bốn cửa cốp và capo à. Đây à, keo chỉ ha. Xe nằm tại nhà em ở 80 Phạm Văn Sáng, Xuân Thế Thượng 4, Hóc Môn. Tại vì nhà em thì có hai bãi xe cũng gần nhau nha quý anh chị. Đây là nhà em và một bãi xe thứ hai là nhà nội em. Thì trước khi mình tới nhà em, mình alo em dùm cho em nha. Chút nữa em sẽ đi vào chi tiết cho mình xem cái vô lăng ha. Giờ em đi bốn cửa trước để mình kiểm tra, mình xem cái chất lượng xe ha. Cái ốc còn nguyên bản nguyên rin ha, 2014. Cái 2014 này có hai mẫu nha quý anh chị, mẫu cũ và mẫu mới. Mẫu mới bây giờ thì xe của em là mẫu mới, là nó cái ga lăng của nó lớn hơn. Có camera ve đầu màn hình DVD. Đây keo chỉ nguyên bản nguyên rim nha. Mình xem xe thực tế tại 80 Phạm Văn Sáng, Xuân Thế Thượng 4, Hóc Môn tại nhà em. Và hiện tại giá em đang kêu là 435 triệu còn thương lượng đối với một chiếc xe Innova bản G số tự động đời 2014, chạy 60.000 cây, xe gia đình một chủ xài nha quý anh chị. Đây keo chỉ còn nguyên bản nguyên rim nha quý anh chị. Mình xem chất xe ha. Ốc nè, không có dấu hiệu tháo mở ha. Nội thất thì còn nỉ nguyên bản nha quý anh chị, nỉ nguyên bản từ hồi đó tới giờ luôn. Tại vì chủ xe á, đi rất là kỹ và để bộ nỉ này đi cho nó mát á quý anh chị. Mình xem xe thực tế để mình thấy được cái chất xe nó rõ hơn ha. Xe rất là đẹp nha quý anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Quý anh chị thấy không? Đẹp lắm luôn á. Đây, em đi vô vào cái máy xe ha. Đây cái mút nè, còn y nguyên nè quý anh chị. Ốc nè, không có dấu hiệu tháo mở ha. Keo chỉ capo nè. Xe còn rất là kẹp và đẹp luôn. Keo chỉ capo nè. Ốc capo, máy móc. Mình xem xe thực tế nha quý anh chị. Đây 2014. Đây tem còn nguyên bản nha. Mình xem xe thực tế tại nhà em nha, để mình thấy rõ được cái chất xe hơn ha. Rồi, em vào vô lăng
Em vào bên trong xe cho mình xem ha. Đây xe 60.000 cây nè. Mình thấy cái đồng hồ còn rất là mới ha. Màn hình nè, đầu DVD. Cần số nè. Cần số số tự động. Cái dòng này á, quý anh chị sẽ thấy cái nhựa nó rất là xịn nha quý anh chị. Nhựa còn vân sần luôn nè. Vân sần đầy đủ hết, mới lắm nha quý anh chị. Vô lăng nào quý anh chị. Quá trời đẹp luôn. Rồi em nổ máy rồi nha. Để em bật máy lạnh. Các cái phím bấm nè, không hề mờ luôn. Có mờ nhưng mà mờ ít lắm quý anh chị. Đây. Quý anh chị xem cái vô lăng nè, còn y nguyên luôn. Mình xem xe thực tế nha, còn đủ hai remote luôn nha quý anh chị, để mình xem được cái chiếc xe hoặc là mình tham khảo cái chiếc xe chạy 60.000 cây là như thế nào ha. Mình liên hệ trực tiếp với em nha. Em tên Sao Mai ạ. Số điện thoại em để ở phía bên dưới. Bên em có mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng. Quý anh chị đang có xe cần bán, xe đẹp, muốn bán giá tốt thì cứ alo em nha. Em sẽ định giá miễn phí cho quý anh chị ha. Quý anh chị cứ alo em, tại vì nhà em có hai bãi xe á, thì bên bãi xe này là em hay quay. Với lại thì trước khi mà quý anh chị coi xe á, quý anh chị alo em nha. Còn quý anh chị cần bán xe thì alo em sẽ tới tận nhà mình để em định giá và mua xe của mình ha. Rồi, Home Auto xe đẹp dành cho thượng khách, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem kênh ạ.